Chúa ơi, chúng con hôm nay vẫn đến được đây học lại với nhau để cùng nhau học Kinh Thánh, học lời Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa sức dầu trên mỗi người của chúng con đây. Những ai vào Zoom được học với chúng con ngày hôm nay, xin Chúa sức dầu trên thầy An ngày hôm nay để cho những gì thầy nói ra là những gì Đức Thánh Linh muốn Ngài nói cho chúng con, muốn Ngài dạy dỗ chúng con, muốn 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 cho thầy nói những điều mà Chúa muốn cho chúng con để chúng con được thấm nhuần, học hỏi và để chúng con sống lời của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng ban ơn đặc biệt cho gia đình chị Cúc trong ngày hôm nay và chúng con dâng lên Chúa người chị em của chúng con. Xin Chúa cất xác hồn của chị để sau này chị được về với Chúa. Chúng con tin vào điều đó và chúng con luôn hy vọng với niềm tin cứu rỗi của Chúa để chúng con cũng ngày hôm nay là những người còn sống đây sẽ tiếp tục học lời Chúa và đi theo con đường của Chúa. Xin chúng con xin được đi theo con đường của Chúa đã hướng dẫn, đã có cho chúng con chứ không phải là con đường mà chúng con chọn nữa. Nhưng chúng con qua lời Chúa chúng con sẽ hiểu được những điều Chúa muốn mà dạy chúng con trong cuộc đời còn lại của chúng con đây. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm trên con đường trước mắt và ngày hôm nay và ngay 9 giờ học này. Chúng con đồng tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng con. Amen. À, Amen. từng rồi là mình học có phải đoạn 7 từ câu 1 đến câu 41 không ạ? Dạ, vâng, mình học với cái phần mà Môi-se có hai con trai đó, thầy An. Dạ, rồi bây giờ mình tiếp tục. Dạ, mời thầy An. Dạ. Xin mời một anh chị em nào đó ở bên Việt Nam chúng ta đọc tiếp từ câu 41 cho đến hết phân đoạn 7, tức là từ câu 41 cho tới câu 60. Dạ, hôm nay là hình như là từ Phải không? từ 30 đến 59 ạ. Từ 30 đến 59. Dạ. Dạ. Chương 7 từ đoạn 30 đến 59. Để con đọc cho. Dạ, từng rồi. Dạ. Đọc với cậu. Từ 30 đến 59 đúng không ạ? Dạ. 40 năm trôi qua, Môi-se gặp một thiên sứ hiện ra trong một ngọn lửa giữa bụi gai cháy phừng tại đồng hoang gần núi Sinai. Môi-se thấy khải tượng ấy, ngạc nhiên lại gần để xem. Bỗng nghe tiếng Chúa phán dạy: "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob." Nhưng Môi-se run sợ, không dám nhìn. Chúa bảo: "Con hãy cởi dép ra, vì nơi con đứng là đất thánh. Thật, ta đã thấy rõ con dân ta bị áp bức tại Ai Cập. Ta đang nghe tiếng rên xiết của họ và xuống giải cứu họ. Bây giờ, hãy đến đây, ta sẽ sai con vào Ai Cập." Chính Môi-se này mà đồng bào khước từ, ai cử anh làm lực lãnh tụ và thẩm phán, thì nay Đức Chúa Trời sai làm lãnh tụ và cứu tinh do thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai. Chính người đã đem dân ta ra làm những phép màu và dấu lạ trong đất Ai Cập, trên đồng hải, hồng hải và trong đồng hoang suốt 40 năm. Chính Môi-se này là người đã bảo dân Israel: "Đức Chúa Trời đã dấy lên trong các ngươi từ giữa anh em một tiên tri giống như tôi. Đây là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, và thiên sứ đã nói chuyện với người trên núi Sinai như với các tổ phụ chúng ta, và người đã tiếp nhận lời hàng sống để truyền lại cho đồng bào. Tuy nhiên, tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, nhưng từ bỏ người và trở lòng hướng về Ai Cập. Họ bảo Aaron: "Ông hãy làm ra các thần để hướng dẫn chúng tôi, vì ông Môi-se này là người từng lãnh đạo chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, đã gặp phải chuyện gì chúng tôi không rõ." Đó là lúc họ làm ra thần bò con, dâng tế lễ cho thần và làm lễ ăn mừng tượng họ đã làm ra. Nhưng Đức Chúa Trời xoay lưng, bỏ mặc họ thờ lạy các sinh thú trên trời như đã chép trong kinh thánh tiên trong kinh tiên tri: "Hỡi nhà Israel, các người có dâng các thú vật và sinh tế cho ta suốt 40 năm trong đồng hoang không?" "Không có, nhưng các người đã khiêng kiệu thờ thần Mô Lóc và các ngôi sao của Rôm Pha của các ngươi, là những thần tượng các ngươi làm ra để thờ phượng. Vì thế, ta sẽ lưu đày các ngươi qua bên kia xứ Babylon. Các tổ phụ chúng ta giữ lều chứng cứ và họ trong đồng hoang dựng lên theo lệnh truyền của
lệnh truyền cho Môi-se đúng theo kiểu mẫu mà ông đã xem thấy sau khi nhận được lều chứng cớ. Các tổ phụ chúng ta cùng Giô-se đem lều ấy theo trong cuộc chiếm cứ các xứ mà dân cư đã bị Đức Chúa Trời tống đuổi trước mặt họ. Lều còn trong đất nước cho đến thời David là người được ân sủng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông xin phép xây cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp, nhưng Sa-lô-môn mới là người xây đền thờ cho Ngài. Tuy nhiên, Đấng Chí Cao không ngự trong đền đài do loài người xây dựng, như một tiên tri của Chúa đã nói: bầu trời là ngai ta và đất là bệ chân ta, các ngươi sẽ cất cho ta loại nhà nào? Chúa phán hỏi như thế: nơi nào là chỗ ta nghỉ ngơi, không phải bàn tay ta sáng tạo mọi vật này sao? Này, những người cứng cổ, những người đang có lòng và tai chưa chịu tắc bì, luôn luôn chống cự lại Thánh Linh giống như hệt tổ phụ mình. Có tiên tri nào của Chúa mà tổ phụ các ông được không bức hại? Họ đã sát hại những người báo trước sự xuất hiện của đấng công chính, mà nay các ông lại phản bội và giết Ngài đi. Các ông đã tiếp nhận kinh luật do các thiên sứ ban hành, nhưng lại không vâng giữ. Nghe đến đây, họ giận dữ, nghiến răng nhìn Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên đầy dẫy Thánh Linh, ngước nhìn lên trời, để thấy vinh quang Đức Chúa Trời và Đức Giê-xu đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói: kìa, tôi thấy bầu trời mở ra và con người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Họ liền bịt tai, hét lên, chạy lại bắt Ê-tiên, kéo ra ngoài thành phố và ném đá ông. Các nhân chứng cởi áo đặt dưới chân một thanh niên tên Sao-lơ. Đang khi bị họ ném đá, Ê-tiên cầu nguyện: lạy Chúa Giê-xu, xin tiếp nhận linh hồn con. Rồi ông quỳ. Hết rồi ạ. Cảm ơn con. Dạ, một lần nữa thì tôi cũng cảm ơn tất cả ông bà anh chị em cùng học cho tôi lời Chúa buổi sáng hôm nay. Đúng rồi, thì cô Hạnh thì cô đi qua Duran thì có nhờ tôi để mà hướng dẫn hai tuần này và tuần tới nữa. Hy vọng rằng Đức Thánh Linh soi dẫn tất cả chúng ta để chúng ta học hỏi và hiểu được lời của Ngài và ứng dụng cho đời sống của mình. Thì tuần rồi thì chúng ta cũng đã học tới câu 30. Thì chúng ta thấy là mục đích của Ê-tiên. Ê-tiên đây là nhân vật chính trong phần đoạn này phải không quý vị? Yeah. Thì mục đích của Ê-tiên muốn nói lại, muốn kể lại hay là muốn thuật lại những cái câu chuyện xảy ra trong thời Cựu Ước. Có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để hướng dẫn chúng ta biết được cái nguồn gốc của Chúa Giê-xu, tức là đấng cứu chuộc, đấng cứu thế sẽ đến thế gian này qua một cái chiều dài lịch sử như thế. Và thứ hai nữa, qua đó ông ta cũng muốn tố cáo lên những nhà lãnh đạo người Do Thái giáo thời bấy giờ, họ bỏ qua cái lời Chúa, bỏ qua cái lịch sử, mặc dầu họ rất là giỏi, rất là rành, nhưng mà họ hiểu, họ biết, nhưng mà họ không làm theo. Chính vì thế mà nó xảy ra cái sự mà bắt bớ những người mà theo Chúa thời bấy giờ, trong đó có một chấp sự Ê-tiên. Ê-tiên là chấp sự bởi vì sau 12 sứ đồ hội thánh phát triển lên rất là đông và không có người để mà lo cho công việc của hội thánh, thì các sứ đồ họ không thể ôm đồm hết tất cả mọi việc, bởi vì những sứ đồ họ lo cái nhiệm vụ chính là cầu nguyện, cũng như là để mà tìm hiểu cái thánh chỉ của Chúa để mà truyền đạt lại cho những người trong hội thánh. Cho nên là mới chọn ra 7 người, thì trong đó có Philip, có Ê-tiên, có Nicola, vân vân, tất cả là 7 người. Rồi, bây giờ chúng ta học tiếp phần mới. Là Ê-tiên cũng nói cũng tiếp tục để nói về cái chiều dài lịch sử của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt cái dân sự của Ngài từ Abraham, tức là xứ Sikande là xứ Iraq bây giờ đó, đó thì đi vào cái xứ Canaan là cái xứ của người Do Thái bây giờ. Thì trong đó cái nhân vật mà được tiêu biểu trong cái bài học ngày hôm nay đó là Môi-se.
Đó. Thì Moses được ê tiên tỏ bài đó là một người do Đức Chúa Trời chọn, và Kinh Thánh cũng cho biết là Moses là hình bóng của Chúa Giêsu sau này và là người đã thực hiện cái báp têm bằng nước đầu tiên. Cái đó một chút tôi sẽ nói sao. Đầu tiên tại Biển Đỏ. Cái gì muốn nghe cái lịch sử gì cái báp têm bằng nước không? Tôi nói cho nghe. Ngày xưa thì tôi học ở Việt Nam cũng như là học ở bên Mỹ này, thì cái báp têm đầu tiên là tại sông Giô-đanh mà Chúa Giêsu đã thực hiện cái báp têm đó, nhưng mà do ông Giăng Báp-tít làm, nhưng mà cái ý nghĩa nó khác cái báp têm bây giờ. Cái báp têm bây giờ có nghĩa là gì, quý vị nhớ không? Cái báp têm bây giờ nó biểu tượng cho cái gì, tượng trưng cho cái gì, nó mang một ý nghĩa chính là cái gì? Đồng Nhớ chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giêsu. Yeah. Như vậy thì cái báp têm của ông Giăng Báp-tít nó có phải đồng chôn và đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giêsu hay không? Ngày xưa tôi cũng học đó, là cho là cái báp têm ở tại để mất thời gian thì tôi cũng chia sẻ luôn, thì cái nào mà quý vị có ý kiến thì đóng góp thêm. Đó là ngày xưa tôi học thì cho là cái báp têm đầu tiên đó là Chúa Giêsu làm tại sông Giô-đanh. À, nhưng mà sau này đó thì tôi được sự soi dẫn cũng như tôi được sự học đó, học ở một nơi khác thì nó hơi khác như thế này. Cái báp têm của ông Giăng Báp Tích đó nó chỉ là báp têm của sự ăn năn tội mà thôi, bởi vì khi mà người Do Thái họ bị lưu lạc, bị làm phu tù ở ở xứ Babylon đó, thì họ bị tiêm nhiễm những cái lời luật đó. Thành ra khi họ được tha trở về trở lại Do Thái, tức là xứ Canaan đó, thì họ bị tiêm nhiễm những cái lời luật đó. Thành ra ông Giăng Báp-tít được Chúa giấy lên để kêu gọi mọi người ăn năn hãy trở lại để gìn giữ cái luật lệ của Mô-xe, đừng có xa rời luật lệ Mô-xe mà theo cái luật lệ của ngoại bang. À, thì nó không có mang ý nghĩa đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại, bởi vì lúc đó Chúa Giêsu chưa chết, chưa chôn và chưa sống lại, thì ông ta làm sao ông ta hiểu được ý nghĩa đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại. Thứ hai nữa là ông ta còn mơ hồ về đấng Christ, tức là ông ta còn chưa dám quả quyết rằng đây có phải là đấng Christ hay không nữa. Cho nên lúc mà ông Giăng Báp-tít ở trong tù đó, ông ta mới hỏi các môn đệ của mình đó, hỏi thử coi cái người mà làm phép lạ đó có phải là Chúa Giêsu, là đấng Christ hay không. Cho nên ông ta vẫn còn mơ hồ đó, cho nên cái ý nghĩa của cái đó nó không có đúng. Hình thức thì nó đúng, hình thức báp têm bằng nước tức là chúng ta trầm nguyên con người chúng ta trong nước. Như vậy thì cái báp têm bằng bằng nước đầu tiên nó xảy ra ở đâu? Đó thì trong cái này có nói Mô-xe, khi Mô-xe dẫn dân sự qua cái Biển Đỏ. Đó, có một lần tôi cũng chia sẻ đề tài này rồi, nhưng mà tôi nhắc tóm lược đây thôi, là Biển Đỏ. Biển Đỏ đó tức là cái báp têm bằng nước đầu tiên đó, tức là Chúa Mô-xe là hình bóng của Chúa Giêsu đã dẫn dắt dân sự Ngài xuống cái Biển Đỏ đó, coi như là khi bước xuống coi như đã chết rồi, và cái hai cái nước hai bên nó dựng đứng lên như là cái mồ bên trên thì có mây, thì nó làm một cái mồ cả để chôn họ trong đó. Và khi sau đó thì Mô-xe và đồng dân được được lên bờ, tức là được sống lại rồi. Đó là cái báp têm bằng nước đầu tiên, mà là một báp têm thực sự chứ nó không phải là hình bóng mà theo một số những người sau này họ chia sẻ. Bởi vì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 1 câu 2 có nói rằng đó, ông Phaolô ông đã xác nhận rằng, chúng ta có Kinh Thánh mở ra trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 1 câu 2 đó, để chúng ta xác ông Phaolô xác nhận rằng đây là một cái báp têm thực sự chứ nó không phải là hình bóng. Đó, ông ta nói rằng tôi không muốn cho chúng ta không biết các tổ phụ của chúng ta đó là đã chịu có báp têm bằng ở dưới nước và trong mây đó. Nếu mà ai có Kinh Thánh có thể đọc chúng tôi đến nhất đoạn 10 từ câu 1 2. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển. À, câu 2 là hết rồi.
Yeah, đó chúng ta thấy ông Phaolô khẳng định đó là bắp tem bằng nước chứ không phải là một hình bóng, và là cái bắp tem đầu tiên. Và sau cái biển đỏ đó thì lúc đó dân sự mới bắt đầu có những cái bắp tem, họ làm những cái thùng bằng cái thùng để chứa nước cho những ai mà phạm tội khi mà muốn ra ngoài cái đoàn quân đó, đó, đó ra ngoài hội mạc ấy, thì nếu mà có tội lỗi phải dính mình trong đó. Bắp tem nó mang nhiều ý nghĩa trong thời cựu ước, chẳng hạn như Eli đã truyền cho quan tổng trấn xứ Syria bị bệnh phung đó là phải nhảy xuống sông 7 lần, bởi vì họ đã chìm trong nước đó, là một cái hình thức về bắp tem đó, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa là chữa bệnh. Rồi người Do Thái thời thời bây giờ đó thì họ cũng làm bắp tem đó, nhưng mà bắp tem nó mang ý nghĩa là gia nhập đạo, còn bắp tem của chúng ta dựa vào Kinh Thánh thì đó là đồng đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại. Rồi tôi chỉ nói sơ thôi, bởi vì cái bài chia sẻ là tôi nhớ có lần tôi cũng đã chia sẻ rồi, để chúng ta mỗi ngày chúng ta có hiểu biết là Chúa nó chất đầy nó chính xác hơn. Rồi thì trong đây là nói về cái nhân vật trong phân đoạn này thì nói về nhân vật chánh là Môi-se mà chúng ta đã hiểu rồi, thì chúng ta có thể đóng góp ý kiến từ câu 30 cho đến câu 40, câu 42 đi. Là ai có thể đóng góp trong cái phần này? Hôm nay tôi nhường cái sự đóng góp cho quý vị. Tôi thì trong câu câu 30 câu 31 đó chúng ta thấy câu câu 32 luôn đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời xưng ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Jacob. Tại sao mà Đức Giê-hô-va tức là Đức Chúa Trời thường hay nói là ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob? Ai có thể giải thích được cái câu này? Ai có ý kiến gì tại sao Đức Giê-hô-va thường hay tự xưng mình là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob? Thì tôi gợi ý thôi, thì Đức Chúa Trời đó thì ba người này là rất là trong thời cổ ước đó, được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, bởi vì họ là những anh hùng đức tin. Mà ba anh hùng đức tin này nó thể hiện ba cái hoàn cảnh, ba cái thái độ khác nhau. Thứ nhất, Abraham là một người có một là tổ phụ của đức tin, là một người rất là kiên định cái đức tin của mình và được Đức Chúa Trời xem như là người bạn vậy đó. Cho nên Đức Chúa Trời rất là yêu mến, yêu quý Abraham. Kế đến là Isaac cũng là một tổ phụ anh hùng đức tin. Đó là hình bóng của Chúa Giêsu, là hình bóng của cái con, là một cái con sinh tế. Khi Abraham dâng Isaac để làm con sinh tế là hình bóng, và Isaac vẫn ngoan ngoãn mà dâng lời cha của mình mà không có một sự chống đối nào cả, giống như Chúa Giêsu vậy, là Chúa Giêsu dâng lời cha của mình là Đức Chúa Cha mà đến thế gian này mà không hề chống đối hay là thắc mắc hay là phàn nàn cái gì cả, mà rất tượng trưng cho một người rất là hiền lành. Ngay cả trong đời hôn nhân cũng vậy, cha mẹ đặt đâu ngồi đó, đó. Chứ không phải như Jacob đó, từ Isaac khi mà Abraham sai đầy tớ qua qua cái quê hương của mình là ở tại xứ mà Iraq đó để mà chọn vợ đó, thì Isaac vâng lời cha mẹ chứ không hề mà phản đối hay là không hề chọn lựa hay là tìm kiếm gì hết. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, là một người rất hiền lành, rất hiền lành, mà có thể gần như là có thể như là thụ động luôn nữa. Và một người thứ ba đó là Jacob, trái ngược thẳng lại, một người gian xảo, một người quỷ quyệt, một người thủ đoạn. Đây muốn nói lên thái độ của nhân loại.
mà đã trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã và đang xảy ra như thế. Cho nên Đức Chúa Trời Abraham được xưng là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob, là cho tất cả mọi thành phần của trong cái thế giới này, chứ không riêng một thành phần nào cả. Không phải người đó có đức tin tốt như như Abraham hay là hiền lành như là Isaac, mà ngay cả những người gian xảo thủ đoạn vân vân và vân vân. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tất cả những người, của mọi người. Rồi quý vị có đóng góp nào thêm vấn đề này không? Tôi chỉ gợi ý thôi. Rồi. Xin đóng góp đi chứ, chứ để một mình tôi nói hoài thì tôi đọc diễn thì nó không được không được hay lắm, không được sum tụ lắm. Thì trong phân đoạn này thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã dấy lên một người là một đấng cứu tinh của dân Do Thái. Đó là ai? Môi-se. Môi-se. Và người mà phụ tá cho Môi-se. Đây cũng là một hình bóng của ông Giăng Báp-tít đó. Đó là ai biết không? Là Aaron đó. Aaron là người đi mở đường cho Môi-se đó. Cũng như là ông Giăng Báp-tít là người đi mở đường cho đấng cứu thế cho Chúa Giê-xu đó. Chúng ta nếu mà bởi vì ông Mô-xê ông ta bị ngọng, ông ta không có dùng cái ngôn ngữ để nói được, ông ta chỉ thể hiện bằng cái hành động hơn là cái lời nói. Và chính ông ta có vấn đề về cái tiếng nói, ông ta có thể ông ta nói đớp, nó ngọng gì đó đó. Cho nên mới nhờ cái đến Mô-xê là người để mà đi gặp vua Pharaon cũng như đi gặp dân sự, bởi vì Pharaoh đã sống chung với dân sự, cho nên dân sự biết Aaron mà không biết Môi-se, vì Môi-se lúc đó đã chạy trốn khỏi cái xứ Ai Cập rồi để qua một cái nơi khác và có vợ có con, ông ta có hai đứa con. Thành ra khi mà sau 40 năm ông ta trở về thì nhiều người không còn nhìn biết Môi-se nữa, mà Môi-se tự xưng rằng ta là người được Chúa kêu gọi, được Chúa chọn, thì họ hoang mang, họ không họ cũng bán tính bán nghi thôi, cho nên phải nhờ đến Aaron. Cũng như Chúa Giêsu đến thế gian này, chúng ta thấy rằng đó, nếu mà không có sự rao bảo của người mở đường của ông Giăng Báp-tít đó, thì không ai biết Chúa Giêsu là ai cả. Người ta chỉ biết là con của ông Joseph và bà Marie ở tại Nazareth, là một cái nghề thợ mộc mà thôi. Đó, cho nên là cái người mở đường phải như là một người chứng nhân giữa con người và Đức Chúa Trời. Có phải vậy không quý vị? Quý vị có đóng góp thêm không? Nếu không có thì chúng ta tiếp tục qua từ câu 42. Từ câu 42 cho tới câu 53. Xin mời các ông bà chị em chúng ta cùng đóng góp. Cho con hỏi cái câu 44 con nói đến giữ lều chứng cứ. Thì lều chứng cứ ở đây là gì ạ? Ở đền câu 44 ạ. Đền tạm. Vâng. Đền tạm. Chứng cứ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, tức là trong thời Môi-se dẫn dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập đó mà. Thì trong cái giai đoạn này là cái mấy cái câu ở phía trên đấy, câu 42, 43 đấy, thì là họ lại thờ bò vàng. Xong rồi khi họ vào trong đất hứa rồi, được rồi đó, thì họ lại thờ những cái hình tượng của bảy cái giống dân mà ở tại Canaan. Thì ở trong này có nói là thờ mặt trời này, mặt trăng này, rồi ngôi sao này, rồi thần Rom-phan này. Đó, tức là những cái hình tượng mà họ đã bắt chước thờ lại và khi mà họ bị lưu đày qua Babylon đó. Đây là cái đền tạm để sau này cái đền mà thực sự đó là nó được vua Salomon đó cất lên đó.
thì cho biết rằng đây là cái mạng lệnh của Chúa đã truyền cho dân sự phải có đền tạm để nơi đó Đức Chúa Trời ngự xuống. Thì đến đây vua Phara Salomon là mới được xây cất, mà Chúa Đức Chúa Trời đã phán cho David là sẽ xây cất đền tạm, nhưng mà không có để cho David thực hiện, bởi vì David có những vấn đề nó không có phù hợp cho cái việc xây dựng cái đền tạm này, chỉ có Salomon mà thôi. Bởi vì cái đó cái bài giảng của mục sư Trường cũng chia sẻ chúng ta rồi, thì cái thời của Abraham của David đó, có nhiều vấn đề xảy ra như là chiến tranh giặc giả, rồi ngay cả ông ta cũng là người phạm tội nữa. Ông ta là người mà phạm tội tà dâm, phạm tội giết người, là cái tướng Uri, là chồng của bà Bathsheba. Cho nên cái việc mà xây dựng đền tạm đó phải đến thời của hoàng đế Salomon mới thực hiện được. Thì cái đền tạm ở giữa sa mạc đây là cái chứng cứ cho rằng đây là cái ý định của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta biết rằng Chúa muốn dân sự có cái đền tạm để nơi đó mà Ngài ngự vào, để mà dân sự có thể đến cái đền tạm đó để mà cầu xin những cái điều về thiên tai, về chiến tranh, hay là ngay cả bản thân mình là phạm tội nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời không muốn con người phạm tội, mà muốn con người, cái tội lỗi con người phải được phải được giải quyết, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Cho nên là có đền tạm đó để mà dân sự có thể là đến đó để mà xưng tội dân dân. Rồi có ý kiến nào khác nữa không? Như cái bài học vừa rồi chúng ta thấy là dòng họ gia đình của Gia-cốp là khoảng 75 người, họ trở về. Sau đó thì họ trở về đến Sichem và họ dựng chân tại đó. Dì có biết tại sao họ dựng chân tại đó không, và cái hậu quả của sự dựng chân tại Sichem nó sẽ như thế nào? Sichem cũng là trong lãnh địa của nước Do Thái bây giờ đó, nó thuộc miền Bắc. Cái thành này là một cái thành cũng là sung túc giàu có, mà cái gia đình của Sichem này đó là một gia đình rất là nổi tiếng và có thế lực, đến nỗi lấy cái tên của Sichem đặt tên cho cái thành đó là thành Sichem luôn. Cho nên là cái Sichem là nó cũng là một lãnh hải trong cái xứ Canaan, nhưng mà mục đích của Gia-cốp đã hứa với Ê-sao không phải đến để mà ở Sichem, mà đến nơi nơi mà chôn nhau cắt đúng của mình, đó là nơi mà Isaac sanh ra, Gia-cốp và Ê-sao ở đó, nó không phải ở tại Sichem đó. Nhưng mà ông ta đến đó và ông ta muốn cư ngụ đó luôn, tức là ông ta đã không đúng giữ cái lời hứa rồi đó. Chúng ta coi sáng đến kỹ chúng ta thấy là ông ta mua đất, mua đai để ông ta định cư lâu dài ở đó. Thứ nhất á, là có thể cái thành đó là cái thành có thể làm ăn được, dân sung túc. Thứ hai nữa, nơi đó là cái nơi mà Abraham đã mua cái vùng đất ở tại sông Sichem để mà chôn cất các tổ phụ của Gia-cốp, chẳng hạn như chôn Abraham và Sarah, rồi Isaac. Cho nên ông ta muốn ở đó mà ông ta không muốn đi, nhưng mà Chúa đã khiến cái sự việc xảy ra, đó là em gái của 12 người con trai của, tức là Dina đó, là con gái của Lea đó, là mới xảy ra bị cái người Sichem, tức là cái chàng Sichem này hãm hiếp. Rồi sau đó xin họ cưới, nhưng mà hai người anh là, tức là con của Gia-cốp và Lê-vi đó, đó mới ví dụ cái mưu kế kêu họ phải chịu phép cắt bì. Sau đó thì trong cái ngày thứ ba khi mọi người đã chịu cắt bì trong cơn đau đớn, thì họ dùng gươm đã giết những người đó, và kết quả thì
Chúa cho sự việc xảy ra thì mới khiến gia đình của Gia-cốp mới bỏ đi được. Thì Gia-cốp mới nói rằng là dân chúng ta ít, có mấy chục người thôi à, mà dân ở Sichem có đông quá, làm sao chúng ta đương cự nổi, chúng ta sẽ chết. Cho nên rằng họ phải bỏ trốn mà đi. Thì tôi nói sơ qua cái Sichem. Cho nên cũng là bài học dạy chúng ta rằng khi mà Chúa đã chỉ định một cái nơi nào đó thì chúng ta phải vâng lời. Đâu, phải đi theo. Phải làm theo những lời của Chúa. Chứ chúng ta đừng có mà giống như là Gia-cốp hay là giống như Jonah cũng vậy. Chúa sai qua cái thành Ninive nhưng mà ông ta đâu có đi đâu. Cuối cùng Chúa cũng có cách để mà cho ông ta đi đến. Có phải vậy không quý vị? Yeah. Tôi nói ở bên Việt Nam có nghe, cứ nghe rõ không ạ? Đã nghe rõ đó. Dạ, yeah, cảm ơn nhé. Rồi, xin mời tất cả chúng ta có câu hỏi gì hay là có một cái sự đóng góp gì thì chúng ta cứ tự nhiên, tự do. Chúng ta biết đây là cái lời chứng hay là bài giảng của chấp sự Ê-tiên. Cho nên là sau cái giai đoạn mà làm phu tù rồi đó thì tức là tại vì tội lỗi cứng cổ mà trong trong câu thứ 50 51 đó thì chúng ta biết rằng vì cái tội của người Do Thái cho nên cái thành Jerusalem đó là bị tàn phá bởi vua Nebuchadnezzar. Vì lý do đó mà trong câu 51 á thì nói rằng hỡi những người cứng cổ lòng và tay chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Như vậy là khi Ê-tiên giảng cái bài giảng này đó là nói đến cái trường hợp dân Do Thái cái thời Chúa Giê-xu đó là chống nghịch với lại Đức Chúa Trời. Mà ở đây thì Ê-tiên nói lên là Thánh Linh đang tức là đang thịnh hành hay là đang cai trị đó mà họ vẫn cứ cứng cổ cứng lòng ngoan cố để chống lại. Chính vì vậy mà ông nói đến câu thứ 52 đó là há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ, họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình tức là Chúa Giê-xu, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết cái đấng đó. Tức là ông nói lại về cái chuyện mà Chúa Giê-xu bị tòa công luận cũng như là các thầy tế lễ, thầy thông giáo Pharisee đó bắt Chúa Giê-xu đóng đinh đó. Và bây giờ là Ê-tiên ông chỉ trích, ông nói thẳng đây là cái điều mà chúng ta biết rằng là Thánh Linh cảm động để rồi ông Ê-tiên nói thẳng, nói thật là công kích cái tòa công luận là đã đóng đinh và giết đấng cứu thế Giê-xu. Tức là đến câu thứ 53 đó. À, dạ, đến câu thứ 53 rồi đấy. Yeah. Thì theo Kinh Thánh cho biết thì cái thời nào cái những người mà tổ phụ mình á, tức là những người tổ phụ người Do Thái đó, cái thời nào họ cũng chống đối Chúa. Họ rất là hiểu biết về cái luật pháp của Đức Chúa Trời, hiểu biết về Kinh Thánh nhưng mà họ không có làm theo, và họ bắt bớ những cái đấng mà được Đức Chúa Trời, những đấng tiên tri mà do Đức Chúa Trời dựng nên. Yeah. Trong cái thời kỳ này, công vụ các sứ đồ này đó, thì vua Nebuchadnezzar không phải là người quỷ diệt thành Jerusalem mà đó là hoàng thái tử
Titus của đế quốc La Mã, chứ không phải là, đừng lẫn lộn, nó không phải là Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar là ông ta Rồi, chiếm dạ. cái xứ Iraq đó, là cái xứ Kandê đó. Chúng ta đừng lộn nữa. Thì các cho nên là như nãy tôi nói, hai mục đích mà y tiêu muốn có cái bài giảng này đó là để dẫn dắt chúng ta đi đến cái đấng mà chúng ta cần phải nương cậy, đó là Chúa Giêsu. Và ông ta đã lên án những người cầm quyền, những người Do Thái giáo, họ là mang danh là người là truyền dân của Chúa, là những người đã được cắt bì, là những người giải luật, là những người hiểu biết kinh thánh, nhưng mà họ không có làm theo, họ chỉ bắt dân sự làm theo mà thôi. Và những người mà dạy dỗ dân sự, những người mà được Đức Chúa Trời dấy lên đó để dẫn dắt dân sự đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì bị họ bắt bớ, họ bắt hại và họ giết hại luôn, cho đến thời Chúa Giêsu cũng vậy. Tức là ông ta đã đưa cái lịch sử đến, cho nên cho đến Chúa Giêsu cũng là bị bắt bớ, bị giết trên cây thập tự, và ông Ê-tiên đã lên án họ là như thế từ từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Có phải vậy không? Cho đến bây giờ, thời kỳ của họ, tức là đưa các sứ đồ đó lên án họ, tức là đến bây giờ họ vẫn giết một cái đấng, đó là đấng cứu thế, đó là Chúa Giêsu. Đấng này nó còn lớn và quan trọng hơn các đấng tiên tri thời xưa nữa. Đó, cái ngày vị tiên tri cuối cùng, có thể nói là đại tiên tri đó, cuối cùng là ông Giăng Baptít đó, và ông ta cũng đã bị chém đầu ở trong ngục. Chúng ta đừng có lẫn lộn một cái, một người là một đấng tiên tri là khác, mà một người có ân tứ nói tiên tri là khác nha. Chúng ta có phân biệt được cái điều đó không? Đấng tiên tri là khác, mà các tiên tri, người có ân tứ tiên tri là khác. Đấng tiên tri là do Đức Chúa Trời dựng nên để mà thay đại diện cho Đức Chúa Trời, để mà công bố những cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho dân sự. Nó có ảnh hưởng cả dân sự và cả nhà vua nữa. Đó. Còn người ân tứ tiên tri thì họ được, cũng là Đức Thánh Linh sử dụng, đó là ân tứ để họ nói tiên tri một cái vấn đề nào đó, nó không phải là đấng tiên tri. Cho nên cái đấng tiên tri cuối cùng đó là ông Giăng Báp-tít mà thôi. Cho nên tới thời cựu ước, đến đời thân ước thì không còn các đấng tiên tri nữa, mà chỉ còn thay vào đó là các sứ đồ, bởi họ là những người đang sống cùng thời với Chúa Giêsu và do chính Đức Chúa Giêsu chọn được. Cho con hỏi một chút là ở câu 49, một nhà tiên tri của 30 Chúa câu đã nói là câu bầu trời là ngai nói lại ta và đất là bệ chân ta, các ngươi sẽ cất cho ta loại nhà nào? Chúa phán hỏi như thế, nơi nào là chỗ ta nghỉ ngơi? Tức là ở đây con hiểu là không ở đâu, mọi vật thì đều là do Chúa tạo dựng và Chúa sẽ không ở mọi mọi nơi đều là ngai của Chúa và đều là bệ chân của Chúa, tức là không có một nơi nào có thể chứa được Chúa. Thế nhưng mà tại sao lại ở trên nói là ở thời các tổ phụ mình lại dựng cái lều chứng cớ như vậy, thì nếu mà làm như thế thì có được đẹp lòng Chúa hay không, và như thế có phải là theo thành ý của Chúa hay không ạ? Thứ nhất là con nói đúng, là Đức Chúa Trời là Ngài, Ngài là đấng sáng tạo cả vũ trụ này, cho nên là Ngài, cái quyền năng của Ngài là tuyệt đối, không Ngài ở khắp mọi nơi đó, chứ không phải ở cố định một chỗ nào. Ngay cái đền thờ tại Jerusalem vậy, Chúa Trời cũng đâu có ở đó, nhưng mà Chúa cho phép một năm đó, thầy tế lễ cả thượng phẩm được vào nơi chí thánh, nơi đó Đức Chúa Trời sẽ ngự xuống để mà dùng một cái tiếng phán như thế nào đó để cho biết là cái thầy tế lễ cả thực phẩm đó, để mà nhận cái mạng lệnh của Chúa mà truyền đạt cho dân sự. Chứ Đức Chúa Trời thật sự không ở trong cái đền tạm đó, Ngài chỉ ngự xuống mà thôi. Cũng như Đức Chúa Trời Ngài Ngài tỏ bài qua Abraham, tỏ bài qua Moses, tỏ bài ra một số những vật nào đó, không phải là Đức Chúa Trời ở ở trong cá nhân người đó, mà Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, cũng như cái đền tạm cũng vậy thôi. Bởi vì dân sự không thể nhận biết được Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời phải ngự trong đó để cái thầy tế lễ cả thực phẩm đến cái nơi chí thánh đó, để mà nghe được cái, hay là hiểu biết được
tức là tương giao được với Đức Chúa Trời chỉ nhất một người đó mà thôi. Đó. Còn dân sự thời đó thì Chúa không có ở cùng, tại ra họ dân sự không được quyền cầu nguyện và cũng không có sự tương giao với Đức Chúa Trời nữa. Cho nên rằng mà như thế thì con người làm sao biết được Đức Chúa Trời? Cho nên Đức Chúa Trời phải sử dụng một số người nào đó, các đấng tiên tri thời xưa, chẳng hạn như Jeremy, Jonah, Jacob, vân vân. Đó. Rồi, con nắm vững này chưa? Cho nên là Đức Chúa Trời không không có giới hạn cái những cái câu chót thì nói rằng là không có nơi nào mà chứa ta, con này không có nơi nào mà như nãy con đọc đó, trời là cái ngai của ta, đất với là cái bãi chân của ta mà thôi. Nhưng mà ngài có thể ngự đến một nơi nào đó, cũng như Mô-xe vậy, ngài ngự trong cái bụi cây mà có lửa cháy hừng hực. Ngài có ngự đó thì con người mới nhận biết được Đức Chúa Trời, chứ nếu vì Đức Chúa Trời là thần mà ngài đâu có hình ảnh như chúng ta đâu mà chúng ta thấy và biết được. À, cho nên Dạ ngài phải vâng. Vâng. Sao xin cả nhà cho mình được góp ý một chút ở đây. Chúng ta thấy được cái mạch văn, cái bài làm chứng của Ê-tiên. Tại sao ông phải nói điều đó? Là vì nếu mà chúng ta đọc ở trong cuối đoạn 6 đó, thì chúng ta thấy nè, ông bị kết án vì điều gì? Chúng ta phải cần mình nắm rõ điều đó thì chúng ta mới thấy cái lập luận của ông á rất là đúng. Tại vì những cái người đó đó họ tố cáo là ông nói nghịch về cái đền thờ Jerusalem, mà cái đền thờ đó gần như là cái thần tượng của họ. Cái điều đó là cái điều đó họ vô cùng hãnh diện. Đó, thành ra đó ông mới lập luận để ông cho những người mà đang nghe ông biết đó, khi mà ông nói là có thể là ông lặp lại những cái lời mà của chính Chúa Giêsu đã từng nói là trong vòng, nghĩa là các ngươi khoe khoang về cái đền này phải không, thì sẽ có một ngày nó không còn một cái hòn đá nào chồng trên một cái hòn đá nào. Thì Ê-tiên nói cái điều đó nhưng lại bị những người coi như là đang tố cáo ông đó, là bắt bớ vì cái điều đó. Phải không ạ? À? Chúng ta thay soi chúng ta thấy rất là rõ. Thành ra đó ông mới 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 trình bày từ đầu tiên để mà dẫn những người nghe ông qua tất cả một cái lịch sử của dân Do Thái rằng đúng. Trước đó Đức Chúa Trời đã có những cái phương tiện dựng cho phép dựng những cái phương tiện để mà làm một số nghi lễ, cũng giống như là khi mà ở trong đền trong đồng vắng thì làm sao mà dựng cái đền thờ mà bằng gạch, bằng đá hay là bằng ngọc thạch, cái marble gì được, phải không? Thành ra là dựng tạm cái lều đó Cảm để khi mà chúng ta phải di chuyển thì cái đền đó đi theo chúng ta. Tuy nhiên mỗi cái giai đoạn đều khác nhau. Khi mà dân Israel đã qua Canaan và định cư ở xứ Canaan thì không còn đền tạm nữa, phải không anh chị Cô Hạnh em? ơi, cô không nghe tiếng cô Vâng. nữa vậy. À, Thanh vẫn nghe. Dạ, có nghe được không ạ? Con vẫn nghe được ạ. Nghe Không, nghe được không Thảo? Có. Có. Cái máy chính nó bị sụp rồi. Rồi cái máy chính, dạ. Vâng. Nhưng mà giờ nghe mục sư được á, mục sư. Dạ. Rồi, giờ nghe nghe câu đó. Tại vì cái Dạ máy chính nó bị sụp. vâng. Dạ. Dạ vâng, thành ra cho chúng ta hiểu đó là nó trong cái lịch sử của dân Do Thái nó có những cái giai đoạn mà một số điều là cần thiết, phải không? Thí dụ giống như hồi đó là giết con chiên chẳng hạn, rồi có đền tạm. Tuy nhiên khi mà đã vào được cái xứ Canaan thì nó không có còn đền tạm nữa. Và khi mà chế độ là quân chủ do bắt đầu với vua Saul dựng lên, Hello.
Thì đó, thì sau đó là David có cái nguyện vọng muốn xây một cái đền cho Chúa, thì nó trở thành cái đền thờ Jerusalem, vẫn còn một bức tường ngày hôm nay. Và cái điều đó là cái điều hãnh diện, rất là hãnh diện của dân Do Thái. Thành ra chúng ta thấy cái lập luận của Ê-tiên để ông nói rằng tất cả những cái điều đó chỉ là tạm thời và là hình bóng của những điều sẽ đến, chứ không có giống như là chứ chúng ta không có bám vào những cái đó, coi như là chúng ta không nghĩ rằng chúng ta phải lên cái đền thờ Jerusalem thì Chúa mới nghe chúng ta, phải không ạ? Và trong cái thời cuối cùng đó thì chính Phao-lô nói rằng mỗi người chúng ta là một đền thờ của là Chúa. Đền thờ. Vâng. Đó, thành ra chúng ta hiểu được cái sự chuyển biến và có những cái nghi thức có thể lúc đầu là cần thiết nhưng mà sau không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên những cái người mà gọi là gì đó quyền nắm quyền bây giờ thì họ bám vào những cái đó vì những cái đó là tượng trưng cho quyền lực của họ. Rồi cho cái có thể là những cái mối lợi cho họ. Có những người đến đền thờ để mà buôn bán đó, thành ra Chúa Giêsu đến nỗi mà Chúa Giêsu phải đuổi họ đó. Thành ra cái này là cái lời lập luận của Ê-tiên là hoàn toàn giống như để trả lời tại sao mà những cái điều các ông hãnh diện đó bây giờ chỉ thành trở thành nghĩa là những cái điều mà nó chỉ là những cái cục gạch đó thôi và nó sẽ sụp xuống, nhưng mà cái người mà cái đấng mà sẽ luôn luôn tồn tại là Chúa Giêsu thì làm, nhưng mà là bị các ông lại từ chối. Mình muốn xin được đóng góp một chút ở đây và xin chúng ta đi tiếp để chúng ta thấy sau cái bài của Ê-tiên thì chuyện gì xảy ra. Dạ, xin mời thầy An tiếp tục đi thầy An. Cảm ơn cô Hạnh. Chúng ta tiếp tục từ câu 54 đến câu 60 thì tôi chỉ tóm gọn này thôi. Đó là cái sự chết của Ê-tiên. Thì sau đó thì những người đó họ canh ghét và họ nổi giận và cái bài giảng của Ê-tiên thì ông ta bị kéo ra ngoài và bị ném đá. Trong đó thì có một nhân vật xuất hiện làm nhân vật rất là quan trọng, đó là Phao-lô, là một người lúc ta còn trẻ và ông ta đã coi như là dùng một cái hình thức là cởi áo ra, có nghĩa là đồng tình với cái sự mà giết Ê-tiên như thế này. Tôi muốn đặt câu hỏi là tại sao mà Chúa không cứu Ê-tiên? Chắc không có thời giờ, tôi xin phép tôi trả lời luôn là Chúa không cứu Ê-tiên, trong khi chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy Phê-rơ cũng như là cũng như trước và sau vậy, hay là Phao-lô, Si-la bị bắt là Chúa giải cứu mà Ê-tiên không có giải cứu. Bởi vì cái người Do Thái giáo á, mặc dù họ tiếp nhận Chúa rồi nhưng mà cái tư tưởng của họ vẫn còn bảo thủ, họ nghĩ rằng là chỉ có người Do Thái giáo, những người Do Thái mới là chủng dân của Chúa thôi, mới đủ tư cách được lên thiên đàng thôi, còn những cái dân khác á, thì không có quan trọng, không có đáng kể, thành ra họ không có quan trọng nữa và cũng không có chịu đi ra khỏi thành Jerusalem nữa, cho nên Chúa cho cái sự chết của Ê-tiên để lúc đó những người mà tin Chúa họ tản ra khắp nơi và họ đi về phía nam là cái xứ Giu-đê và đi về phía bắc là cái xứ Samari, nó đúng thực hiện đúng ra cái lời mà Chúa Giêsu ngài đã nói trước trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đó là mục đích mà Chúa không giải cứu Ê-tiên. Không phải trường hợp nào Chúa cũng giải cứu đâu, mà Chúa để cho sự việc nó xảy ra là Chúa có mục đích của Ngài. Và xin mời mục sư có ý kiến rồi tập kết cuối cùng. Và cái phần này là cái phần tiếp cái bài giảng từng rồi chúng ta học và Ê-tiên tiếp tục thì chúng ta như nãy cô Hạnh có nói ở trong đoạn 6 á, thì những người này họ bắt bớ Ê-tiên có những cái lý do là thứ nhất là mình thấy trong đoạn 6 câu 11 có nói là ông phạm đến Môi-se, rồi tới đoạn 6 câu 13 thì phạm đến đền thánh và luật pháp,
Cho nên đó là A-Tiên có một cái bài giảng này, chúng ta thấy ông đã dẫn giải về Môi-se rất là rõ, tức là Chúa đã hiện ra với Môi-se như thế nào, gọi Môi-se làm cái điều gì. Nhưng mà chính những cái người tổ phụ trước kia đã nghịch lại đi theo Ai Cập thờ hình tượng, phải không? Thì ra là cái phần đầu á là ông A-Tiên nói về Môi-se để cho biết rằng ông A-Tiên thật sự biết cái câu chuyện của Môi-se. Sau đó là bắt đầu ông nói tới vấn đề đền tạm, rồi sau đó từ cái đền tạm đó mới tới cái đền thờ mà Salomon xây, là để giải tỏa cái câu mà thắc mắc là họ nói rằng ông phạm tới đền thánh của Chúa. Nhưng mà nãy như cô Hạnh nói, có nhiều lúc chúng ta tự hào về cái đền thờ, nhưng mà chúng ta không có hiểu rằng cái sự hiện diện của Chúa trong đền thờ nó quan trọng hơn. Khi mà dân sự đi và có đền tạm đối với dân Do Thái á, cái đền tạm đi với họ là sự hiện diện của Chúa đi với họ. Rất là quan trọng cho tới khi để họ có cái đền thờ. Cái đền thờ đó dù cho nguy nga cách mấy không có thể chứa hết Chúa được. Phải không? Cái sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà rồi ông kết cái bài giảng của ông nói cái gì? Ông kết cái bài giảng ông nói thì ông nói rất là mạnh. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bị kia. Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thể ấy. Tức là ông nói là không phải là ông phạm, nhưng mà chính những người này từ trước tới nay vẫn đi nghịch lại với lại Chúa, vẫn có những cái sự bắt bớ đó. Cho nên thì theo một suy nghĩ, cái bài giảng tiếp tục này của ông A-Tiên là giúp để cho họ thấy rằng thật sự ông không có nghịch với Môi-se và ông cũng không có nghịch lại đền thánh, nhưng mà ông cho họ hiểu rõ hơn về Môi-se được kêu gọi để làm cái gì và đền thánh đó có giá trị gì. Còn cái sự chết của A-Tiên thì một sư chỉ thích có một cái điều là ông A-Tiên ông nói rằng câu 55 nói rằng những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ từ đầu tiên Kinh Thánh đã nói rằng chọn A-Tiên là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, cho tới cuối đời ông vẫn là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và nói rằng mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta ai cũng biết rằng Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chỉ có A-Tiên là thấy được là Chúa đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều nhà giải kinh họ nói rằng Chúa đứng lên để chào ông, Chúa đứng lên để đón A-Tiên. A-Tiên có cái sự vinh dự là thấy được Chúa đứng lên ở bên hữu của Đức Chúa Trời. Chứ còn trong Kinh Thánh ghi là Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Cho nên là A-Tiên là một cái người phải nói là sống trọn vẹn, đầy dẫy Đức Thánh Linh cho tới cuối cùng, không có sợ hãi về sự chết. Ngay cả lúc mà Kinh Thánh ghi là họ đang ném đá đó, họ vẫn còn đang ném đá. Nãy tôi đọc cái chỗ đó thì ông câu 59, chúng đang ném đá thì A-Tiên cầu nguyện rằng lại Đức Chúa Giê-xu xin tiếp lấy linh hồn tôi. Mình tưởng tượng đi, một cái đứng như vậy mà bị người ta ném đá liên tục như vậy, nhưng mà ông là ngước lên, ông chăm nhìn Chúa và có cảm giác như cái sự tập trung của ông làm cho những cái viên gạch đó nó chọi ông, nó không còn đau nữa đó. Ông vẫn bình tĩnh khi mà họ vẫn đang ném đá rần rần như vậy, thì ông vẫn cầu nguyện lại Đức Chúa Giê-xu xin tiếp lấy linh hồn tôi. Một cái thái độ, một cái đức tin phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Mình cảm tạ ơn Chúa vì con người của A-Tiên, và mục sư cũng tin chắc rằng cái cuộc đời của A-Tiên sẽ có ảnh hưởng cho tới ông Sao-lơ và sau này là Phao-lô. Tại vì lúc đó thì Sao-lơ là cái người Kinh Thánh đã cố tình ghi lại ở trong câu 58 là các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Đó là cái tên của Sao-lơ được đề cập đến, mà chúng ta biết Sao-lơ sau này trở thành Phao-lô. Cho nên là chắc chắn là cái việc mà ông A-Tiên hy sinh một cách đầy ơn như vậy, nó sẽ có tác động tới cái người trai trẻ Sao-lơ đó. Thì đó là những cái điều mà mục sư thấy được trong cái nhìn của cá nhân mình chia sẻ với lại lớp học. Cảm ơn thầy An, cảm ơn cô Hạnh, cảm ơn Bách Thanh, cảm ơn Phương Thảo, Thu Hoài hôm nay không hiện lên, không hiện hình đó. Tôi biết là quý vị còn nhiều cái thắc mắc và muốn chia sẻ đó, nhưng rất tiếc là hết giờ rồi. Hôm gặp lại thực tế nha. Xin mời cô Phương Thảo. Dạ, cầu nguyện kết thúc bài học ngày hôm nay.
Vâng, dạ vâng ạ. Dạ cho ở đây cũng có cô Hải với cô Hạnh luôn. Thành ra cô Hải, cô Hạnh xin được chào cả nhà nha. Dạ. Lạy Chúa là Cha trên trời, là Chúa yêu thương của chúng con. Cha ơi, chúng con tạ ơn Cha vì với mỗi bài học Cha lại mở mắt cho chúng con để cho chúng con hiểu được Ngài rõ hơn, để chúng con biết rằng Cha không trọng hình thức bên ngoài, nhưng Cha nhìn thấy từng tấm lòng của chúng con và Cha muốn rằng chúng con thuộc về Ngài, chỉ có một mình Ngài là đấng tối thượng, là đấng mà chúng con thờ lạy. Xin ơn Cha tiếp tục dạy dỗ chúng con để chúng con bỏ đi những thần tượng trong mình và chúng con hiểu được, chúng con gần được với trái tim của Chúa hơn hết, để dù có những sự bắt bớ, dù có những kết quả có vẻ như rất là đau buồn, như sự chết của Ê-tin là người tử đạo đầu tiên, thì tất cả những thế hệ tiếp theo cũng không sợ hãi, nhưng tiếp tục bước theo Cha, tiếp tục dâng lời tạ ơn và xin Cha rằng, xin Cha tha thứ cho họ như gương của Đức Chúa Giêsu của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin ơn Cha đặc biệt ở cùng với Hội Thánh Seattle ngày hôm nay trong một nỗi đau buồn mất mát người chị em thương yêu của chúng con là chị Cúc Võ. Xin ơn Cha nâng đỡ từng người trong chúng con. Xin ơn Cha an ủi gia đình của chị Cúc và gia đình Hội Thánh. Chúng con biết rằng không có điều gì ra khỏi sự sắp xếp của Ngài, nên chúng con tiếp tục công nhận, chúng con tiếp tục ngợi khen danh Ngài và xin được Ngài làm cứu Chúa cho cuộc đời của chúng con, dù chúng con không biết ngày mai sẽ thế nào. Xin ơn Cha ở cùng các anh chị em của chúng con ở Việt Nam và đưa mọi người vào được một giấc ngủ an lành trong ơn Ngài. Hết thảy chúng con tạ ơn và cầu xin trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin chào tất cả các bạn chị em, chúng ta gặp lại tuần tới. Mình có hành mấy giờ có hành. Dạ thưa bên này đó là